Tập 1, mở đầu phim là cảnh nam chính làm sát thủ đánh thuê cho người khác, giết những người nằm trong danh sách đen và nhận tiền công không hề nhỏ. Vậy nhưng đó chỉ là giấc mơ của A Thất và Đại Bảo, chứ hiện tại bọn họ vẫn đang mưu sinh bằng xe phá lẩu bò. Công việc mua bán ế ẩm mà nghề sát thủ lại càng lên ngôi nên Đại Bảo đã xúi giục nam chính đi làm sát thủ. Cậu ta còn dụ dỗ rằng làm sát thủ sẽ có nhiều tiền, lúc đó anh sẽ có thể đi chữa bệnh mất trí nhớ của mình. Đại Bảo giới thiệu sơ qua tổ chức sát thủ cho anh nắm rõ. Trong xã hội, chỉ cần có thù hận thì nơi đó có sát thủ. Sát thủ được chia làm hai nhóm, một loại là quốc cùng dưỡng, còn một loại khác là tự do thuê đầu thì đánh đó. Hơn nữa, sát thủ không được lộ diện ra bên ngoài mà phải kiếm một ngành nghề nào đó để che đậy thân phận. Đại Bảo cố dẫn dắt A Thất đi làm sát thủ bằng cách dạy những kỹ năng nhập môn cần thiết. Chiêu đầu tiên là bí mật ẩn thân. Đại Bảo tặng cho anh trứng bách biến gai ba. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ mà mình muốn biến thành, sau đó đập vỡ quai trứng thì sẽ biến thành hình dạng mong muốn đó. Kỹ năng thứ hai, một kích tỏi mạng, nói chính xác là chọn đúng thời cơ xuất thủ. Thủ thuật kế tiếp là thoát khỏi hiện trường, chiêu này cần phải đến sự trợ giúp của Tiểu Phi. Trong lúc gặp nguy hiểm nhất thì Tiểu Phi sẽ đưa A Thất tẩu thoát. Kỹ năng cuối cùng là thủ đoạn độc ác. Đại Bảo đưa con mèo lên thớt rồi kêu anh hãy làm thịt nó, vậy nhưng A Thất lại không làm được, đẩy xuống con cá cũng không làm được, để nỗi một con giun đất cũng không xong. Trải qua 4 kỹ năng, anh cũng được cấp bằng. Vì Đại Bảo quan trọng thực hành hơn lý thuyết, vậy nên cậu ta giao nhiệm vụ đầu tiên cho A Thất là xông vào nhà hàng tiệc cưới cắt tóc của tân nương, thu lao 500 đồng từ bạn gái cũ tân lang. Nghe tiền công nhiều nên anh cũng không cần suy nghĩ liền xông vào. Nam chính biến thành hẻo sữa nằm trên bàn của tân nương, anh tấn công hai người đối diện rồi tới cô dâu. Đúng lúc này, sân khấu chiếu lại chuyện tình của cô dâu và chú rể, khiến A Thất cảm động quên luôn nhiệm vụ, cắt nhầm tóc tân lang và bị mọi người phát hiện khiến cả đám truy bắt. Đại Bảo và A Thất chia nhau chạy trốn, vô tình anh va phải một tên người máy. Nhìn thấy lệnh bài sát thủ của anh, nó liền dùng vũ khí laser ra bắn. A Thất triệu hồi lưỡi kéo phản công nhưng không nhanh bằng con người máy đó. Cậu lập tức bị ăn đòn, thân thể nằm ngã ngửa dưới cái hố, tự dưng bị tấn công, cho nên anh muốn hỏi người máy về thân phận của mình là ai, sao mà nó lại làm như vậy. Người máy chưa kịp trả lời thì một cô gái tóc dài tết bím đột nhiên xuất hiện chém đôi người máy. Cô ta hướng mũi kiếm về phía A Thất, tra hỏi anh vì sao lại có lệnh bài của tổ chức sát thủ. Vậy nhưng anh nào có biết, nếu không nói thì chết đi. Cô ta vừa định ra tay kết liễu nam chính thì người máy kích hoạt chế độ tự bảo. Cô gái lập tức rời đi, còn A Thất thì được Tiểu Phì giải cứu mang về tiệm. A Thất muốn biết làm sao có thể tìm được người của tổ chức sát thủ. Đại Bảo cho biết tổ chức sát thủ trước này bí ẩn như vậy. Từ trước tới nay đều chỉ có bọn họ tìm anh, chứ anh không thể nào tìm được bọn họ. Rồi chỉ cần anh nằm trong top sát thủ thì những sát thủ khác sẽ tìm tới. Anh ta nghe vậy liền đồng ý làm sát thủ. Đại Bảo sẽ làm cò môi giới. A Thất lấy cái danh hiệu là ngũ lục thất, tức là 567. Kỹ năng vận khí ngự kéo, xếp hạng 17.369, mục tiêu tiến vào top 100. Ngành nghề bên ngoài, nhà tạo mẫu tóc đẳng cấp, bọn họ thuê lại tiệm hớt tóc bên dưới để trá hình, đó cũng là nơi môi giới sát thủ của bọn họ. Tập 2, đám mèo và đám chó sắp khai chiến. Buổi tối trước ngày khai chiến, Miêu Tiểu Mễ, thủ lĩnh mèo bàn bạc nghĩ cách đối phó. Thủ hạ của cô vô tình nhặt được một tờ quảng cáo của sát thủ. Người sát thủ đó chính là A Thất. Anh sử dụng ngôn ngữ chuyên môn để nói chuyện. Là một sát thủ chuyên nghiệp, không cần hỏi lý do, chỉ cần biết thời gian, địa điểm. Miêu Tiểu Mễ không yêu cầu A Thất lấy mạng chó của hắn, mà chỉ cần trong mù mắt của tên thủ lĩnh là được. Nhận nhiệm vụ, nam chính liền hành động. Đầu tiên là ném đồ ăn để thăm dò độ phòng thủ của hai con chó gác cổng. Chúng không có phản ứng gì, thế là anh biến thân thành chú chó vàng, nghênh ngang đi qua cổng. Vào sâu bên trong thì thấy cả một đàn chó với rất nhiều chủng loại đang tập trung ở đây. Bọn chúng đều hướng ánh mắt về phía anh, mà anh thì lại còn đang bận nghĩ. Đám chó ngốc này hơn nửa đêm rồi còn chưa ngủ, đang làm gì đấy nhỉ? Nhìn con nào con nấy đều hùng dữ phết, vậy nhưng chẳng làm khó được ta đâu, ta chỉ cần rón rén. Vừa nghĩ tới đây thì đã bị một quả bóng đập vào mặt. Tức giận, A Thất liền cầm bóng lên tra hỏi tên nào cầm trái banh nện mình. Vừa dứt lời thì bọn chúng đã lao lên tranh giành quả bóng. Tiếp theo đó là một chiếc đĩa bay tới đập vào mặt, bọn chúng lại tiếp tục lao vào tranh giành. Ngay sau đó là nhiều món đồ vật khác tấn công. A Thất dùng thần thủ tránh né, thân hình lạng lách dẻo như kẹo kéo né toàn bộ, sau đó nảy ra sáng kiến là vừa nằm vừa di chuyển. Anh lê lết một lúc cũng vào đến nơi của tên thủ lĩnh chó, biệt danh của hắn là Cẩu Lão Đại. Trước khi đi, Miêu Tiểu Mễ có đưa cho một tấm ảnh của tên thủ lĩnh. Vậy nhưng trong bộ dạng tên Cẩu Lão Đại này không giống như trong hình lắm. Bên ngoài cơ bắp cuồn cuộn, bụng sáu múi, đâu có giống cách kiểu ẻo lả yếu đuối như trong ảnh. Nhìn bộ dạng rón rén của A Thất, bọn chúng nghi ngờ nên lập tức tra hỏi tên tuổi. A Thất nhanh chỉ lấy cái tên Gâu Điên. Thế nhưng xui xẻo ngay cho anh, đó là cái tên trùng với tên của cậu lão đại. Hắn lập tức bóp cổ A Thất. Một tên khác là Gâu Cát Lượng lên tiếng, hắn có một cách khác để kiểm tra kẻ này có phải là chó hay không. Bởi chó thường thích ăn phân. Nếu đúng là chó thì lập tức ăn thử một miếng xem. A Thất tức giận tung đống phân vào mặt hắn, sau đó hiện nguyên hình rồi lấy đà lao tới chọc thẳng vào mắt cậu lão đại. Hắn ta nhanh chóng nắm lấy hai ngón tay của anh, dùng lực bẻ một cái khiến anh đau đớn vô cùng. Anh thắc mắc, rõ ràng lúc nãy đã chọc mù mắt của hắn rồi mà, sao bây giờ vẫn còn? Hắn ta cho biết hồi nãy là đeo kính ở trên trán nên chỉ vỡ mắt kính chứ không trúng mắt. A Thất tiếp tục chơi bài đánh úp, dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn. Vậy nhưng tay này đã nhanh tay hơn. Hắn muốn biết ai đã thuê anh đến đây. Là một sát thủ chuyên nghiệp, A Thất sẽ tuyệt đối không khai. Dùng hai tay không được nên nam chính chuyển sang dùng hai chân. Đáng tiếc là vẫn bị tên kia chụp lấy. Tức giận vì điều này, cậu lão đại liền xé áo để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, sau đó cầm lấy cây đàn gảy liên tục. Hắn tra tấn A Thất bằng điệu nhạc. Đây mới chỉ là món khai vị, món chính rất nhanh cũng đến. Cậu lão đại cầm đàn táng cho A Thất sấp mặt. Anh cố gắng phản công vậy nhưng vừa lấy ra cây kéo, còn chưa kịp sử dụng thì đã bị đánh bay đi, sau đó bị đập cho bù đầu. Anh bất ngờ nhớ lại những trận đấu trong quá khứ, kỹ năng sát thủ trong người lần nữa sống lại. A Thất giờ đây giống như một kẻ khác, chỉ dùng một tay đã chặn được đòn tấn công của đối thủ, sau đó ngự khí điều khiển kéo phá vỡ cây đàn của cẩu lão đại. Vậy nhưng sức mạnh đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc. A Thất rất nhanh quay trở về trạng thái cũ và bị cẩu lão đại túm cổ đè xuống đất. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tấm ảnh dưới đất. Tới đây Gâu Điền cũng biết Miêu Tiểu Mễ phái anh tới. Hồi trước hắn ta đi hát xong, Miêu Tiểu Mễ yêu mến giọng hát của hắn, còn Gâu Điền thì thích cô vì ngoại hình đáng yêu, thế là hai người họ yêu nhau. Miêu Tiểu Mễ từng nói với Gâu Điền rằng nếu sau này hắn còn yêu người khác thì sẽ chọc mù mắt chó của hắn. Gâu Điền giải thích, Miêu Tiểu Mễ đã hiểu lầm. Hắn từng nghe người ta nói mèo và chó không cách nào chung sống đến đời đời kiếp kiếp, bởi vì họ khác biệt với giống loài. Chỉ vì muốn tốt cho Miêu Tiểu Mễ nên hắn đã quyết định rời xa cô. Vậy nhưng không ngờ cô lại hiểu lầm hắn là yêu người khác. A Thất nghe vậy cũng đã hiểu. Anh cũng khuyên cẩu lão đại, nếu hắn không nói ra thì đối phương vĩnh viễn sẽ không biết được tâm ý này. Dứt lời liền dùng bí pháp biến mất. Tối hôm đó, Gâu Điền mang đàn tới hát trước mặt Tiểu Mễ. Hắn thổ lộ hết tấm chân tình của mình. Tiểu Mễ cũng hiểu ra mọi chuyện, cô cảm thông cho hắn và cả hai lại yêu thương lẫn nhau. Gâu Điền còn dặn dò cô không được nợ tiền thuế sát thủ đó. Vì mấy chục đồng tiền mà cậu ta đã phải xả làm chó, đâu có dễ dàng gì. Tập 3, hai người đang hòa thuận thì có một nữ sát thủ xuất hiện tấn công Gâu Điền. Cô ta đeo mặt nạ cùng với mái tóc dài tép bít, đuôi có một lưỡi dao nhọn. Miêu Tiểu Mễ nhận ra cô ta chính là sát thủ Mai Hoa, danh hiệu Thập Tam, xếp hạng thứ 37. Mục tiêu của cô ta là cái mạng của cẩu lão đại. Miêu Tiểu Mễ lập tức ra lệnh cho đại quân mèo xông lên tấn công Mai Hoa, vậy nhưng chỉ trong chớp mắt, đại quân mèo đã bị đánh tơi tả. Miêu Tiểu Mễ quay lại định nhắc nhở Gâu Điền thì đã không thấy hắn đâu nữa. Sát thủ Mai Hoa đuổi theo Gâu Điền, bị chặn đường hắn ta liền hiện nguyên hình, hóa ra là do A Thất biến thành. Vậy nhưng sát thủ Mai Hoa đâu có tin, tưởng là Gâu Điền biến thành một tên xấu xí thì sẽ gạt được cô sao? Cô tấn công kịch liệt, buộc cho A Thất phải 3 trên 4 càng bỏ chạy. Biết cứ chạy thế này cũng không ổn nên anh đành phải dùng sát thuật ẩn thần. Không thấy người ở đâu nữa, Mai Hoa đành phải rời đi. Cô đâu có biết, cái mà A Thất sử dụng không phải là thuật ẩn thân mà là thuật ngụy trang, biến thành một cục đá để qua mắt mà thôi. Tưởng là thoát khốn rồi, vậy nhưng ai ngờ sát thủ Mai Hoa bất ngờ quay lại. Giờ cô cũng nhìn thấu kế hoạch của nam chính rồi, có mà chạy đằng trời. Vậy nhưng A Thất lại nhanh trí biến thành nửa quả sầu riêng dọa cho cô ta sợ mất mật. Cô lấy lại tinh thần rồi tiếp tục tấn công. A Thất nhanh chóng rút kéo ra ngăn cản, hai người giằng co một lúc. Anh dùng kéo của mình cắt đôi chiếc mặt nạ của Mai Hoa. Anh không ngờ rằng đằng sau mặt nạ đó lại là một mỹ nữ. A Thất liền tỏ vẻ muốn làm quen với nàng ta, còn cho biết bây giờ mình vẫn còn độc thân, hay là ngồi xuống uống vài chén, trao đổi chút kinh nghiệm làm sát thủ đi. Vừa dứt lời thì đã bị cô tài cho một cước thẳng mặt. Hết cách, nam chính liền lấy ra tiểu phi để đưa mình rời đi. Tưởng là bay lên không trung là thoát được, ai dè sát thủ Mai Hoa lại có một nước đi cao tay hơn, đó là ném phi tiêu. Cả hai bị trúng ám khí rơi xuống đất. Tưởng đầu A Thất đã nằm bẹp dí, vậy nhưng ai ngờ anh ta vẫn có thể điều khiển cây kéo của mình tấn công đối thủ liên tục. Nhận ra phi tiêu có độc, phải tốc chiến tốc thắng. Vậy nên, anh quyết định tung ra tuyệt chiêu tách đôi cây kéo để tấn công. Sát thủ Mai Hoa cảm thấy khó đối phó nên cũng quyết định tốc chiến tốc thắng. Cô lao lên giữ hai tay A Thất, sau đó sử dụng lưỡi dao gắn ở tóc để ám sát. Trong tình thế nguy cấp đó, A Thất đành phải giơ hai tay ra, hành động này vô tình kéo cả hai sát lại nhau, người chạm người, môi chạm môi. Mai Hoa tức giận tung một cước vào vị trí hiểm của nam chính khiến hắn đau đớn tột cùng. Đã vậy, anh ta còn lên tiếng trêu ghẹo, một chút vừa rồi đó, cảm giác không tệ nha. Bị lời này chọc giận, cô lập tức cầm kiếm lao lên, định một kích tiễn nam chính về đất mẹ. Vậy nhiều ngày khi mũi kiếm sắp đâm vào người thì đã bị một bàn tay chộp lấy rồi bóp nát thanh kiếm như bóp miếng xốp. Điều này làm cho cả hai đặt một dấu hỏi chấm to đùng. Người xuất thủ chính là Tiểu Phi. Trạng thái bùng nổ hiện tại được gọi là cờ bắp kê. Tiểu Phi tung một đấm đẩy lui Mai Hoa về sau mấy chục mét. Cùng lúc đó, Miêu Tiểu Mẹ cũng đã dẫn đại quân mèo tới đây. Thập Tam buộc phải gọi Cổ Điều tới giải cứu, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ quay lại giết chết A Thất. Tập 4 kể về hành trình trừ gian diệt hại của A Thất với một tên biến thái chuyên đi trộm nội y của các chị em để sưu tầm. Tiêu đề của tập 5 là ám sát bà cụ mạnh nhất. Trên đảo có một bà lão chuyên bán cam. Cam của Trần Bà Bà được quảng cáo là ngọt hơn cả mối tình đầu. Vậy nhưng bà cụ này lại sử dụng một vài chiêu trò để chặt chém người mua với giá trên trời. Một cân 200 tệ, ăn thử một quả cam cũng bị tính 200 tệ. Không mua hàng thì bị bà ta ăn vạ, vô khống bắt nạt cụ già. Một chàng thanh niên đen đủi buộc phải mua hết số cam trong giỏ. A Thất biến thành chiếc thùng giấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà không ai hay. Anh chậm rãi bám theo. Nhìn thấy thùng giấy, Trần Bà Bà liền gấp lại mang về bán sắt vụn. Nặng thế này kiếm 5 tệ chắc cũng không thành vấn đề. Kế tiếp, bà ta đi đón cháu trai của mình ở trường tiểu học gần đó. Trong lúc chờ cậu bé tan học thì Hoa Bà Bà tới ven đường ngồi hút thuốc thư giãn. Nhân cơ hội bà ta không chú ý, A Thất liền rút kéo ra định ám sát. Đúng lúc đưa lưỡi kéo đến cắt cổ bà cụ thì con chó đột nhiên xuất hiện cắn lấy túi vải, bà ta nhanh tay kéo lại. Hai bên đôi co qua lại khiến A Thất không chịu được nữa, phải biến về hình rồi đấm cho con chó bay lên trời. Không cần nói lời nào, Hoa Bà Bà đã rút cây châm trên tóc tặng cho nam chính một nhát vào tay khiến máu chảy lênh láng. Trao hỏi bằng vũ lực xong, bà ta liền yêu cầu anh bồi thường chiếc túi bị rách. A Thất thẳng thắn tuyên bố không có tiền, thế là Hoa Bà Bà liền xiên thêm mấy nhát nữa, làm cho người của anh chẳng khác gì cái tổ ong là bao nhiêu. Vậy nhưng mà vẫn cố chấp không trả, vốn dĩ anh làm quái gì có tiền để trả. Cảm thấy gặp cao thủ mạnh rồi, A Thất liền muốn tẩu thoát. Thế nhưng bị bà lão túm lại, đòi bồi thường 2.000 tệ cho một cái túi, nếu không sẽ đầm nát cái mặt này. A Thất lập tức vận khí điều khiển lưỡi kéo tấn công, vậy nhưng bà ta lại nhanh trí lấy anh làm bìa đỡ đòn. Kết quả A Thất bị chính vũ khí của mình đâm cho hộc máu mồm. Anh cố gắng lết đi, vậy nhưng vẫn bị giữ lại và còn bị đâm thêm một nháy vào mông. Đúng lúc này, tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, Trần Bà Bà mới không quan tâm chuyện cái túi nữa. A Thất may mắn thoát được kiếp nạn. Nhìn thấy mái tóc cháu trai bị cắt trong một đường ở giữa, bà liền hỏi đứa nào đã làm chuyện đó. Cậu ta liền chỉ tay về hướng A Thất. Đúng vậy, chính A Thất đã hớt quả đầu chất lừ đó, và cũng chính cha của cậu bé đã yêu cầu anh đi ám sát Trần Bà Bà. Con trai muốn ám sát mẹ ruột, rốt cuộc là chuyện gì thì anh cũng không rõ. Không cần nói nhiều, bà ta lập tức bộc phát lực lượng, luồng đấu khí phóng ra vô cùng mạnh mẽ, giống như một làn gió liên tục thổi ra xung quanh. Hoa Bà Bà tức giận tuyên bố muốn lấy mạng A Thất, bà ta cầm roi quất cho nam chính ngu người. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ người xung quanh, nam chính đã bị một bà lão đánh cho tơi tả. Lúc này ở tiệm tóc, Đại Bảo bắn 3 mũi tên về hướng cậu bé. Vì biết nhân loại không thoát được tình cảm, cho nên Trần Bà Bà chắc chắn sẽ lao vào cứu cháu trai của mình. Quả đúng là như vậy, bà ta muốn dùng mạng của mình cứu đứa cháu này. Hành động đó làm cho A Thất cảm động. Anh điều khiển cây kéo chém đôi 3 mũi tên cứu hai bà cháu. Sau đó Trần Bà Bà quay về nhà, bộ dạng vẫn bình thản mà chưa biết rằng chính con trai đã cho người ám sát mình. Còn A Thất thì cũng trầm ngâm suy nghĩ, anh không thể nào giải thích được tại sao mình lại hành động như vậy. Video của mình đến đây là hết rồi, còn nội dung phim thì vẫn còn rất dài, các bạn hãy đón xem nhé! Nhớ để lại cho mình xin một like cùng một lời nhận xét góp ý nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau!